Xin chào các anh chị đã quay trở lại với kênh của Citizen Pathway. Trong suốt quá trình hỗ trợ thông tin đến các nhà đầu tư thì một trong những câu hỏi mà chúng tôi thường hay được nhận từ các nhà đầu tư đó chính là con 20 tuổi thì có thể đi cùng với bộ hồ sơ được hay không? Và để giải đáp cho các thắc mắc này của các anh chị thì xin mời các anh chị cùng theo dõi hết video này cùng với chúng tôi nhé. Theo luật của di trú Mỹ thì trẻ em được định nghĩa là những người còn độc thân và dưới 21 tuổi. Tuy nhiên, trong suốt quá trình xét duyệt hồ sơ thì Sở Di trú nhận thấy rằng có rất là nhiều trẻ em đã bị vượt quá tuổi do thời gian xét duyệt hồ sơ lâu cũng như là tình trạng bị tồn đọng hồ sơ. Do đó, đạo luật bảo vệ tuổi của trẻ em CSPA được ra đời nhằm bảo vệ quyền lợi về tuổi của trẻ em để có thể được đi cùng hồ sơ với bố mẹ. Theo chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5 thì tuổi CSPA được tính bằng tuổi khi mà hồ sơ của gia đình chúng ta được chấp thuận đến từ Sở Di trú Mỹ, trừ cho tuổi khi mà chúng ta có file number. Với chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5 thì theo đạo luật bảo vệ tuổi của trẻ em, tuổi của các bé sẽ được đóng băng 2 lần. Lần đầu tiên là từ khi chúng ta nộp hồ sơ lên Sở Di trú Mỹ có file number, và tuổi sẽ được đóng băng cho đến khi nào mà chúng ta có được chấp thuận đến từ Sở Di trú Mỹ. Và lần thứ hai là sau khi mà chúng ta nhận được fee bill từ Trung tâm cấp thị thực quốc gia NVC cho đến khi nào mà chúng ta nhận được visa định cư. Ví dụ trong thời điểm mà chúng ta nộp hồ sơ thì tuổi của con đã là 19 tuổi thì tuổi sẽ được đóng băng cho đến khi mà có chấp thuận. Giả sử sau 3 năm chúng ta có chấp thuận thì tuổi của bé thực tế đã là 22 tuổi. Tuy nhiên theo hồ sơ thì độ tuổi của bé vẫn là 19. Sau giai đoạn này thì tuổi con sẽ bắt đầu được tính tiếp cho đến khi nào mà Trung tâm thị thực quốc gia NVC cấp fee bill và chúng ta thanh toán fee bill thì tuổi của bé sẽ được đóng băng cho đến khi nào chúng ta nhận được visa định cư. Giả sử thời gian cấp fee bill và thanh toán fee bill của nhà đầu tư là 8 tháng thì tuổi của con sẽ được tính là 19 tuổi 8 tháng. Như vậy tuổi của con vẫn hoàn toàn thỏa điều kiện để đi cùng hồ sơ của bố mẹ. Như vậy để trả lời cho câu hỏi con 20 tuổi có đi cùng được với hồ sơ hay không thì vẫn có thể đi được. Tuy nhiên chúng ta cần một chiến lược cũng như là một tư vấn cụ thể đến từ luật sư cũng như là một đơn vị tư vấn uy tín và giàu kinh nghiệm. Để có thể tính được độ tuổi của các con đi cùng hồ sơ một cách chính xác nhất thì các anh chị hãy liên hệ ngay với đội ngũ của Citizen Pathway để chúng tôi có thể hỗ trợ cũng như là đưa ra những tư vấn chính xác và nhanh chóng cho bộ hồ sơ của gia đình mình. Đừng quên like, share và subscribe kênh của Citizen Pathway để có thể theo dõi được những video về định cư mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!